Minh Châu xin kính chào tất cả quý vị đến với chương trình đọc sách Tác Nhân Tâm của tác giả Dale Carnegie. Trước khi đọc vào phần kế tiếp thì Minh Châu muốn nhắc lại hai câu Tổng thống Lincoln viết: mọi người đều thích được khen ngợi. Còn William James thì tin rằng nguyên tắc sâu sắc nhất trong bản tính con người đó là sự thèm khát được tán thưởng. Con người ai cũng thích được khen ngợi và được tán thưởng. Đó là cái phần đầu tiên của chương 2. Minh Châu sẽ tiếp tục. Chính cách mỗi người thể hiện sự quan trọng của mình nói lên rất rõ tính cách thật của họ. John D. Rockefeller tìm được cảm giác về tầm quan trọng của mình bằng cách đóng góp tiền để dựng nên một bệnh viện hiện đại ở Bắc Kinh để chữa cho hàng triệu người nghèo mà ông chưa bao giờ gặp và cũng chưa hề có ý định gặp. Dillinger thích có được cảm giác về tầm quan trọng của mình bằng cách giết người cướp của. Khi bị FBI, Cục Điều tra Liên bang Mỹ săn đuổi, hắn ta đã lao vào một trang trại ở Minnesota và dõng dạc tuyên bố ta chính là Dillinger với niềm tự hào không cần giấu giếm. Thực ra, đây là một yếu tố rất người. Gần như ai cũng thế, nếu không xem sự khát khao được là người quan trọng, là một thuộc tính của con người, thì có lẽ nhiều người sẽ kinh ngạc khi biết rằng ngay cả những nhân vật nổi tiếng nhất, những con người được tôn vinh nhất trong lịch sử loài người cũng thế. Người ta có thể ngạc nhiên tự hỏi vì sao người vĩ đại như George Washington cũng muốn được gọi là Đức Ngài Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Người ta lại thắc mắc tại sao một con người tài trí như Christopher Columbus cũng muốn có được danh hiệu Thủy sư Đô đốc Đại dương và Phó vương Ấn Độ. Và người ta sẽ càng ngạc nhiên hơn nữa nếu biết rằng nữ hoàng Catherine Vĩ Đại không chịu mở bất kỳ bức thư nào nếu không có lời đề bên ngoài kính gửi nữ hoàng quyền uy. Các nhà tỷ phú chỉ đồng ý tài trợ cho cuộc viễn chinh của Thủy sư Đô đốc Byrd đến Nam Cực năm 1928 với yêu cầu duy nhất là tên của họ phải được đặt cho những dãy núi băng ở đó. Victor Hugo không khao khát gì hơn là thành phố Paris được đổi thành tên ông. Ngay cả Shakespeare, người được mệnh danh là người vĩ đại nhất trong số những người vĩ đại, cũng muốn làm vẻ vang thêm tên tuổi của mình bằng cách xin hoàng gia ban cho một tước hiệu quý tộc. Đôi khi có người tự biến mình thành tàn tật để có được sự thương hại, sự quan tâm của người khác để cảm thấy mình quan trọng. Đệ nhất phu nhân McKinley tìm cảm giác quan trọng bằng cách bắt chồng bà Tổng thống William McKinley mỗi ngày phải tạm gác việc quốc chính một vài giờ để ở bên giường bà và ru bà ngủ. Bà nuôi dưỡng khao khát cháy bỏng được một người chú ý bằng cách yêu cầu ông phải ở bên bà ngay cả khi bà đi khám răng. Có lần, bà đã làm ầm ĩ khi ông dám để bà một mình với nha sĩ vì phải tham dự một cuộc họp quan trọng với Bộ trưởng Ngoại giao. Nhà văn Mary Roberts Rinehart có lần kể tôi nghe về một cô gái thông minh và mạnh khỏe đã trở nên bệnh tật chỉ vì muốn có được cảm giác mình quan trọng. Bà Rinehart kể cô ta nằm lì trên giường suốt 10 năm ròng để người mẹ già phải vất vả lên xuống 3 tầng lầu phục dịch khô mỗi ngày. Một hôm, người mẹ già mệt mỏi đổ bệnh và sau đó qua đời. Trong vài tuần kế đó, cô ta mới ốm liệt giường thực sự, nhưng rồi cô ta nhanh chóng hồi phục và bắt đầu cuộc sống khỏe mạnh bình thường như chưa bao giờ ngã bệnh. Minh Châu xin dừng lại ở đây thưa quý vị. Minh Châu muốn nói một chút xíu về cái phần này. Như câu chuyện mà cô gái bệnh trên giường 10 năm để cho người mẹ phải lo lắng săn sóc cho mình. Bởi vì cô ta muốn mẹ của mình quan tâm và săn sóc cho mình. Cũng như ngay cái phần đầu có một cái người tên là Dillinger đó, đi giết người
chỉ muốn được mọi người biết đến mình mà thôi. Thì cái điều này mình phải suy nghĩ một chút xíu về cái cuộc sống hiện tại của mình, thưa quý vị. Khi mà các con của mình còn bé, mà mình vì bận rộn công việc gì đó mà mình không quan tâm đến các cháu sẽ có những hành động để gây sự chú ý. Thí dụ, quý vị để ý ngay cả một em bé mới chào đời đi. Nếu mà nó muốn người lớn chú ý thì nó khóc, nó chưa biết nói mà đúng không? Mà khẽ mà khi mà em bé khóc thì người mẹ chạy đến rồi người mẹ ẵm lên hay người mẹ làm cái gì đó mà nó muốn thì nó sẽ thành một cái thói quen. Thí dụ như nó muốn ẵm là nó khóc, và nó biết là hễ nó khóc thì nó sẽ được ẵm. Nó cứ hễ nó muốn mình bé nó thì nó khóc. Rồi khi nó lớn lên một chút xíu, hễ mà nó muốn một cái gì đó mà mình không cho, thí dụ như nó muốn đòi mua một món đồ chơi mà mình không cho, nó giãy đậy ra nó khóc. Khi nó khóc á thì mình lại sợ nó khóc quá, mình lại cho. Thì nó biết được, ồ, vậy hễ lần mà mình cần cái gì á thì mình cứ khóc là ba mẹ sẽ cho. Rồi mình sẽ thấy như vậy hoài. Và ngay cả mình trong nhìn thấy có những đứa trẻ nó khi mà trong tiệm đồ chơi á, mà mình thấy là khi nó đòi mua đồ chơi mà bố mẹ không cho nó mua, nó giãy ra nó khóc ngay ở dưới đất. Thế là bố mẹ sợ quá, mua cho nó để nó đừng có khóc ầm ĩ lên kỳ cục. Thì cái đó là nó ảnh hưởng đến cái tánh của đứa bé đó. Dần dần khi mà đứa bé nó lớn hơn một chút nữa thì nó sẽ đòi những cái khác chứ không phải là đồ chơi. Nó biết cứ hễ là mỗi lần nó gào thét lên hay là nó đập phá thì nó được những gì nó muốn. Vô hình chung, vô tình mình đang huấn luyện con mình thành những đứa đập phá để được cái gì nó muốn. Cái điều này không có tốt. Cái lần mình cho coi một cuốn phim mà cái đứa bé này nó khóc lên âm ỉ lên á, thì cái người trông nó cho nó một viên kẹo thì nó nín. Thì cái người mẹ mới nhìn và nói tại sao lại thưởng cho nó khi nó hư. Khi mình cho coi cái khúc phim đó, mình cho giống như giật mình đó quý vị đó. Cái này đúng là khi nó hư mình lại chiều nó thì là mình quá sai. Vô hình chung mình dạy cho nó hư đi, thể hư là được thưởng, hễ hư được được thưởng. Thành ra mình phải để ý nha quý vị. Mình cho nghĩ cái người mà giết người đó để được mọi người chú ý là có thể là khi anh ta còn bé, anh ta bị gia đình lơ là, không có chú ý đến, cho nên anh ta khao khát được mọi người biết đến, mà không những chỉ một người biết đến mà anh muốn cả thế giới này biết đến anh ta. Cho nên anh ta đi quậy phá giết người để được mọi người biết đến anh ta là ai. Trong chúng ta ai cũng có cái tôi rất là lớn. Nhưng nếu mà làm cha mẹ mà mình không biết cách mình hướng dẫn con cái mình, thì mình sẽ đưa cái tôi của con mình đi về một cái hướng rất là sai lệch. Cái tôi cũng giúp xã hội này thăng tiến. Nếu như mà cái người muốn mọi người nhìn thấy mình quan trọng là một người luôn phấn đấu, luôn luôn tìm những cái việc làm để đem lại hạnh phúc, đem lại sự sống tốt đẹp hơn cho mọi người, để được mọi người thấy mình tài, mình giỏi, mình hay, thì cái đó là cái điều tốt. Mà cái tôi á, mà đập phá, cái tôi mà hại người khác, thì cái tôi đó nó thật là kinh khủng thưa quý vị. Thành ra quý vị nên để ý một chút xíu, khi mà con mình nó hư á, nó nhõng nhẽo á, thì mình giải thích cho nó lồ ồ như vậy là không đúng. Nếu bây giờ con muốn cái đồ chơi đó thì bây giờ tuần sau con giúp mẹ, ví dụ như cấp quần áo một lần hay hai lần gì đó, thì mẹ sẽ mua cho con cái đồ chơi đó. Còn bây giờ con khóc, mẹ không có cho đâu. Quý vị phải cứng rắn lên. Tại vì làm cha làm mẹ ai cũng thương con lắm. Nhất là mình ở bên Mỹ, một món đồ chơi nó cũng không bao nhiêu. Nhưng mà mình vô tình mình lại dạy con mình, đem cái tôi lên với một mục đích rất là sai lệch. Bởi vậy Minh Châu có lần trước, Minh Châu có nhắc quý vị, khi mà các con mình nó muốn nói chuyện với mình á, mình nên dừng lại mọi hoạt động và lắng nghe nó. Không tốn đồng xu cắt bạc đâu hết, nhưng mà mình lại được các con nhìn thấy là mình quan tâm đến các con. Bởi vì các con chỉ muốn ba mẹ quan tâm đến mình, tại vì mình quan trọng nè. Cho nên khi mình nói á, là ba mẹ lắng nghe nè. Và một điều nữa
là khi lắng nghe chỉ nên lắng nghe mà thôi. Đừng có cho cái ý kiến riêng của mình khi mà nó đang thao thao bất tuyệt kể lên cái cảm giác của nó hay là sự vui mừng của nó. Tại vì nhiều khi mình làm cha mẹ cứ sợ con mình nói sai đó quý vị, hay là suy nghĩ sai, rồi mình cứ lúc nào cũng là giảng giải rồi dạy dỗ, nhiều khi không hợp lúc là tại vì nó đang vui, nó đang hào hứng, nó đang kể cái gì thì mình cứ lắng nghe đi quý vị. Rồi từ từ sau đó nó nói xong đi rồi mình có thể nói chuyện, mình có thể hỏi lại ý con như vậy phải không, hay con nghĩ như vậy có đúng hay không. Chứ mình đừng có, nó nói chưa xong mình đã nhảy vào và mình không cho nó nói, hoặc là mình nói theo ý mình, hoặc là mình giành nói với nó nha quý vị. Bởi vì mình muốn con mình thấy con mình rất quan trọng đối với mình, và đó là sự thật đúng không quý vị? Từ khi được làm mẹ, Minh Châu thấy không có điều gì quan trọng hơn con mình. Bất cứ làm điều gì Minh Châu cũng nghĩ đến con mình trước. Làm việc gì cũng nghĩ đến tương lai của các con. Làm việc gì cũng nghĩ đến hạnh phúc của các con. Minh Châu nghĩ tất cả cha mẹ ai cũng như vậy. Nhưng chỉ là làm sao mà chúng ta thể hiện được tình yêu thương của chúng ta dành cho các con của mình, và luôn luôn cho các con của mình thấy các con của mình rất quan trọng đối với mình. Mình luôn luôn quan tâm. Cho nên nhiều khi mình thể hiện thôi chưa đủ quý vị. Mình phải nói ra cảm giác của mình với các con. Thí dụ như những lúc các con làm cái điều gì sai đó, mà Minh Châu nói chuyện với các con, Minh Châu nói ồ, mẹ nói cái này với con, nhưng mà trước khi mẹ nói chuyện này với con, mẹ chỉ muốn con hiểu một điều duy nhất. Cái gì mẹ sắp nói đây đó là vì mẹ rất thương con. Mẹ chỉ muốn những cái gì tốt đẹp nhất cho con, cho cuộc đời của con. Cho nên đây là câu chuyện mẹ sắp sửa nói với con. Tức là mình phải nói trước với con mình tại sao mình sắp nói câu chuyện này. Tại vì có thể là con mình làm một cái gì điều đó sai. Mình muốn dạy dỗ con mình thì trước tiên mình phải cho nó biết là mình thương yêu nó lắm. Đối với mình nó là quan trọng nhất trong cuộc đời này. Thì Minh Châu nghĩ các con mình sẽ lắng nghe, bởi vì mình đã cho các con mình cái cảm giác mà các con mình khao khát, đó là được cha mẹ coi các con là quan trọng. Con mình nó được cái cảm giác mà khao khát là nó muốn được là người quan trọng. Nó đã được mình cho nó cái đó rồi thì nó đã thỏa mãn, thì nó sẽ ngồi nó lắng nghe mình nói. Và dĩ nhiên mình đừng, Minh Châu nghĩ một cái điều mà có một số người chúng ta làm cha mẹ phạm phải sai lầm là la mắng các con, nói những từ xúc phạm đến tự ái của nó. Khi mà mình nói chuyện, mình dạy dỗ con mình mà mình dùng những lời lẽ mà xúc phạm đến tự ái của con mình, tức là mình chà đạp lên cái tầm quan trọng, cái sự khao khát quan trọng của nó, thì quý vị nghĩ các con mình có nghe mình không? Nhất quyết là nó không nghe. Cho dù mình có bắt nó ngồi yên để mình nói, những lời nói của mình cũng vô ý nghĩa. Mình vô nghĩ cách tốt nhất để mình muốn con mình nghe mình nói là mình phải dùng những lời lẽ đầy yêu thương. Tất cả những lời lẽ phải là điều sự yêu thương. Như khi Minh Châu muốn chia sẻ với quý vị, khi mà con Minh Châu xin Minh Châu cho nó có bạn trai, Minh Châu rất là sợ, rất là lo lắng. Tự nghĩ trong bụng, nó mới có 16 tuổi, nó có bạn trai, nó biết cái gì, rồi nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Và Minh Châu đã gọi cho một chị bạn, chị làm về therapist đó quý vị, tức là những người mà chuyên gia tâm lý. Minh Châu hỏi ý kiến chị. Chị ơi, bây giờ em phải làm sao? Thì chị khuyên Minh Châu là em phải nói chuyện với con em về cái giá trị của các con và phải làm sao để bảo vệ bản thân mình. Có bạn cũng được, nhưng làm sao mà bảo vệ được bản thân mình? Thì cái câu chuyện Minh Châu nói với con gái, Minh Châu mới nói như thế này. Minh Châu mở đầu câu chuyện là Minh Châu nói: bây giờ mà chỉ muốn con nhớ một điều thôi, mẹ thương yêu con vô cùng. Trong đời của mẹ, các con là điều mà làm cho mẹ có sức sống. Và mỗi một việc gì mẹ làm đều vì mẹ muốn đem lại một cái gì đó cho các con. Các con quan trọng lắm 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 với mẹ.
Và tình yêu của mẹ dành cho các con mẹ không biết diễn tả luôn, tụi nó vô cùng lớn. Cho nên hôm nay mẹ phải nói với con chuyện này. Mẹ cho phép con có bạn trai, nhưng trong một cái phạm vi là con phải giữ gìn cái thân thể của con. Con và bạn con còn rất là nhỏ, còn rất là nhiều năm phải đi học. Hai đứa không được có quan hệ tình dục. Nếu con và bạn con hứa với mẹ là sẽ không có quan hệ tình dục, thì mẹ cho phép hai đứa quen với nhau. Và những lúc tụi con đi đâu á, thì mẹ phải đi biết hết. Mà chính vì nhờ cái buổi nói chuyện đó và sau đó con cho nó nói là mẹ, bạn con với con đều đồng ý là sẽ không có quan hệ tình dục. Quý vị biết không, hai đứa rất là dễ thương. Thông thường á, mỗi lần muốn đi đâu là xin phép Minh Châu. Mà hầu hết là Minh Châu cho phép đến nhà của Minh Châu. Và luôn luôn có cả gia đình ở đó. Đi ăn, gia đình của Minh Châu cũng đi với các cháu. Rồi thậm chí Minh Châu còn đi coi phim với tụi nó nữa. Quý vị thấy thì mắc cười. Mới đầu tụi nó thấy như vậy là vậy là kỳ cục, nhưng mà riết rồi nó cũng quen quý vị. Và quan trọng là Minh Châu luôn luôn thể hiện là Minh Châu không chỉ thương con Minh Châu mà thương luôn cả bạn nó. Hễ mà bạn nó thích ăn cái gì là Minh Châu nấu cái đó. Minh Châu nghĩ là mình thương con mình phải thương luôn bạn của nó nữa quý vị. Tại vì nó mới thấy ồ, mẹ thương mình đến nỗi và thương luôn bạn mình. Tức là mình rất là quan trọng đối với mẹ. Thành ra Minh Châu chỉ khuyên quý vị, trong cuộc sống này, chúng ta là người lớn, ai cũng khao khát được mọi người công nhận mình. Mình là một người như thế này, một người như thế nọ, một người quan trọng. Thì các con mình, nó cũng có cái khao khát y chang như vậy. Nó muốn được là một người quan trọng trong tim của cha mẹ nó. Thành ra quý vị hãy luôn luôn nhớ và luôn luôn thương chiều con đúng cách. Đừng thương chiều con sai cách. Thương chiều con đúng cách là mình thấy khi nó hư, mình giải thích như vậy là không đúng. Thí dụ như mình trở lại câu chuyện, nó muốn mua chơi đồ chơi đi, muốn mua đồ chơi, thì nó ok, bây giờ con khóc ở đây thì con không được gì hết nha, tại vì như vậy là không đúng. Bây giờ con muốn mẹ mua đồ chơi cho con, bây giờ mình đi về, con phải đâu ra đó trước. Về nhà con phải làm cho mẹ những việc sau đây. Rồi tuần sau, nếu mẹ thấy con đã làm được những gì mẹ yêu cầu, thì tuần sau mẹ sẽ mua đồ cho con. Chứ đừng vì thấy nó hư, mình hoảng quá, mình mua cho xong việc nha quý vị. Cái đây là một cái lỗi mà chúng ta rất là dễ mắc phải. Khi các con mình lớn, hiểu biết thì mỗi câu đầu câu chuyện mình nên đưa vào cho các cháu thấu hiểu là mình thương yêu các cháu. Nếu mà quý vị nào không quen nói chuyện yêu thương các cháu thì nên tập đi quý vị. Tập đi. Minh Châu cũng đã nói như vậy rất nhiều lần với con cái Minh Châu, và lần nào chúng nó cũng ngồi lắng nghe. Hoặc là quý vị nào không nói thì mình viết text message. Có những ngày Minh Châu vội vàng, Minh Châu đi làm, thì Minh Châu viết một cái text message dài cho con. Thí dụ như ngày hôm trước nó làm cái gì đó sai, Minh Châu không mắng nó đâu. Nhưng mà Minh Châu thể hiện là Minh Châu không vui. Rồi sáng Minh Châu đi làm một lúc nào đó trong ngày, nhưng mà Minh Châu đi làm càng sớm càng tốt. Cái message đó Minh Châu viết thật là dài trong cái text message. Và trước tiên, cái đầu tiên là Minh Châu nói mẹ rất thương con, mẹ yêu con vô cùng, cho nên mẹ phải viết cho con những cái message này. Mẹ muốn con hiểu mọi thứ mẹ viết ở dưới đây là vì mẹ thương yêu con và mẹ muốn tất cả tốt đẹp nhất cho con. Minh Châu luôn luôn làm như vậy quý vị, tại vì đây là sự thật. Mình không hề giả dối nha quý vị. Mình thật với các con mình chân thật với các con mình, bởi vì mình thương yêu nó thật mà quý vị. Mà khi mình thương yêu nó thật, mình phải nói ra cho nó nghe. Bây giờ nói đến chuyện ông bà cha mẹ của mình thì nó hơi khó hơn. Tại vì cái thế hệ trước cũng không có nói những lời yêu thương với mình nhiều như bây giờ. Mình qua Mỹ thì mình dễ nói hơn. Nhưng mà ngược lại với cha mẹ của mình thì mình lại khó hơn. Minh Châu cũng phải dùng cái cách là Minh Châu viết thư, mặc dù mẹ ở trong cùng nhà, hoặc là viết message, hoặc là mua những cái tấm thiệp tỏ cái tình yêu thương của mình qua những tấm thiệp. Tại vì người lớn cũng cần, người già đó quý vị, ba mẹ Minh Châu bây giờ lớn tuổi lắm rồi, người già cũng cần, cũng khao khát
được cảm giác là mình quan trọng đối với các con của mình. Với ba của Minh Châu thì Minh Châu biểu lộ cách khác là hỏi bà thích ăn cái gì. Với mẹ thì khác, cần sự mềm mỏng hơn và mẹ không có những nhu cầu hay yêu thích gì cả. Minh Châu chúc quý vị luôn luôn hạnh phúc bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị lần sau.